Gordon. Platinum. Diane. Darius. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Hoàng Long kính chào quý vị. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi EU tăng áp lực với Việt Nam. Nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ đòi cải cách chính trị, từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa bị tuyên án tù. Và một số tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 13 tháng 12 kêu gọi Liên minh châu Âu gây sức ép để đạt được những tiến bộ có thể đo lường được về nhân quyền trong cuộc đối thoại sắp tới với Việt Nam. Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền Brad Adams nói Liên hiệp châu Âu nên sử dụng cơ hội này để khẳng định rõ rệt với Việt Nam rằng các quan hệ thương mại phải đi kèm với các đòi hỏi ngày càng tăng về vấn đề nhân quyền. Ông nói, EU cần cương quyết yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông mà thôi. Trong tháng 11, Đại tướng Công an Trần Đại Quang công khai thừa nhận rằng trong 3 năm gần đây, chính quyền đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia và ghi nhận rằng trong cùng thời gian, các đối tượng chống đối đã thành lập trái phép hơn 60 tổ chức nhân quyền và dân chủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng mặc dù Việt Nam đã giảm bớt các ca xét xử liên quan đến chính trị để đạt lợi thế trong các cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ về Hiệp định TPP và với Liên hiệp châu Âu về Hiệp định Thương mại Tự do, hiện vẫn còn 130 tù nhân chính trị bị giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nêu tên một số tù chính trị còn bị giam giữ và chờ xét xử, gồm có ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy và Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già, bị bắt trong năm 2014, và những người bị bắt trong năm nay như Nguyễn Viết Dũng, Đinh Tất Thắng, Trần Anh Kim và Nguyễn Hữu Quốc Duy. Tổ chức theo dõi nhân quyền bày tỏ lo ngại về điều mà họ mô tả là một thay đổi chiến thuật của Hà Nội, từ bắt giữ, chuyển sang đe dọa và hành hung, thể hiện rõ qua các vụ tấn công nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger trong năm 2015. Về vấn đề tôn giáo, Tổ chức theo dõi nhân quyền đặc biệt nêu bật vụ đàn áp người thường theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Nguyên, đồng thời tố cáo Hà Nội ngược đãi những người bị giam cầm, một số trường hợp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong một bản kiến nghị gửi tới Liên hiệp châu Âu trước cuộc đối thoại, Tổ chức theo dõi nhân quyền đề nghị Liên hiệp này tăng áp lực đòi Hà Nội lập tức trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị, bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền lao động, cũng như tự do tôn giáo. Tổ chức theo dõi nhân quyền còn yêu cầu phải công khai các kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì tương lai của dân tộc, trước khi diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hôm thứ Hai tại Hà Nội. Thư ngỏ nêu lên 3 yêu cầu chính. Ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Bắc Kinh về cả kinh tế lẫn chính trị và xã hội, đồng thời sửa đổi hiến pháp, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân, xây dựng kỷ cương xã hội, sửa đổi luật đất đai. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội 12 cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng, không gọi là Đảng Cộng sản, đổi tên nước, không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, trả tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ, chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo hiến pháp, bức thư viết. Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ này có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, và nhiều cựu quan chức, nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh. Tính cho tới nay đã có 127 người ký tên vào bức thư. Những lời lẽ trong bức thư được nhận định là mạnh mẽ, thẳng thắn chưa từng có. Một tòa án Việt Nam hôm thứ Hai đã tuyên án một thanh niên mặc quân phục của chế độ Việt Nam Cộng hòa 15 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Viết Dũng, 29 tuổi, ở Nghệ An, bị kết tội sau một phiên xử kéo dài nửa ngày tại một tòa án ở Hà Nội. Tin của AFP cho biết,
Nguyễn Viết Dũng mặc quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội hồi tháng 4 cùng hàng trăm người khác, hưởng ứng lời kêu gọi trên Facebook phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô. Luật sư Võ An Đôn được dẫn lời nói rằng thân chủ của ông bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và đã thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Viết Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị. Ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Viết Dũng bởi vì anh không có tội. Nguyễn Viết Dũng bị bắt hồi tháng 4 và đã bị giam cầm từ đó tới nay. Tin cho hay hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần tòa án, mang theo các biểu ngữ nói rằng Dũng vô tội và yêu cầu trả tự do cho anh. Nguyễn Viết Dũng từng là sinh viên tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng bị đuổi học vào cuối năm 2006 với lý do được nói là lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền, đả kích, bôi xấu chế độ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, Hải quân nước này trong những ngày gần đây tiếp tục tập trận ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông và gọi hoạt động này là diễn tập thường lệ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mấy ngày qua đưa lên mạng Internet hình ảnh tàu Trung Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, nhưng không nói rõ địa điểm chính xác nơi tập trận. Bắc Kinh thường thông báo về những cuộc tập trận như trên ở Biển Đông, trong khi cố gắng cho thấy sự minh bạch trong những hoạt động quân sự của mình. Hoa Kỳ đã nhiều lần chỉ trích việc xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở khu vực tranh chấp gần quần đảo Trường Sa. Washington trong hai tháng qua đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi đưa tàu khu trục USS Larsen và máy bay B-52 tới tuần tra ở khu vực này. Tuần rồi, Bắc Kinh lại một lần nữa bày tỏ lo ngại về thỏa thuận hợp tác giữa Hoa Kỳ và Singapore triển khai máy bay do thám P-8 Poseidon đến Singapore, gọi đây là động thái quân sự hóa khu vực. Tới 700.000 người ở miền trung Philippines đã sơ tán khỏi nhà cửa của họ, nằm trên đường đi của một trận bão mạnh đổ bộ vào đất liền hôm thứ Hai. Bão Melor ập vào đảo Samar với sức gió lên tới 185 km/h. Dự báo thời tiết cho hay cơn bão dự kiến sẽ khiến sóng biển dâng cao tới 4 mét, mưa lớn, lũ lụt và đất chuồi trong phạm vi 300 cây số. Phần đông cư dân sơ tán là ở tỉnh Albay, nơi có tới 600.000 người rời bỏ nhà cửa vì sợ đất lở từ trên sườn núi lửa Mayon gần đó. Hãng tin Reuters cho biết hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và hàng trăm tàu thuyền đánh cá đã được lệnh phải neo lại cảng. Đảo Samar là một trong số những khu vực bị tàn phá trong trận bão Haiyan hồi tháng 10 năm 2013, giết chết hơn 7.300 người và quét sạch các làng mạc. Hàng năm có khoảng 20 cơn bão tấn công Philippines. Ai Cập hôm thứ Hai đưa ra một báo cáo sơ bộ nói rằng các nhà điều tra của họ không tìm thấy bằng chứng khủng bố trong vụ máy bay của Nga rơi ở bán đảo Sinai hôm 31 tháng 10, khiến 224 người thiệt mạng. Một thông cáo của Bộ Hàng không Dân dụng cho biết cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn đang tiếp diễn, nhưng cho tới giờ phút này không thấy dấu hiệu gì về hành động khủng bố hay bất hợp pháp nào khác. Nga và các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, nói rằng một thiết bị nổ được cài trên chiếc phi cơ Airbus đã khiến máy bay rơi. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố những hình ảnh của thứ mà họ nói là quả bom. Vụ tai nạn đã ảnh hưởng tới ngành du lịch của Ai Cập, với việc Nga và Anh đã cho đình chỉ các chuyến bay tới nước này. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố làm rơi máy bay để trả đũa chiến dịch không kích của Nga tại Syria khởi sự từ cuối tháng 9. Nga bị các chính phủ Tây phương chỉ trích vì cho rằng Moscow đang tiến hành các cuộc không kích nhằm hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chứ không phải để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Sau vụ tai nạn, Ngũ Giác Đài ghi nhận rằng những mục tiêu của Nga dường như tập trung hơn vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Mỹ hôm Chủ nhật ca ngợi các cuộc bầu cử ở Ả Rập Saudi là dấu mốc lịch sử, giữa lúc những ứng cử viên nữ giành được ghế ở Hội đồng Thành phố trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên mở ra cho cử tri và ứng cử viên là phụ nữ. Theo kết quả công bố hôm Chủ nhật, ít nhất 17 phụ nữ đã thắng cử. Bà Salma bin Hijab al-Otebi là nữ ứng cử viên đầu tiên được xác nhận thắng cử, đánh bại 7 nam ứng cử viên và 2 nữ ứng cử viên khác trong cuộc đua giành chiếc ghế hội đồng ở Madaraka, cách thành phố Mecca chừng 150 km. Trong số 6.000 ứng cử viên ứng cử cho 2.000 vị trí địa phương, có 900 phụ nữ, bất chấp những trở ngại trong việc ứng cử và đăng ký đi bầu, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.
Tổ chức này cho biết các trở ngại như khoảng cách của các trung tâm đăng ký bầu cử và những đòi hỏi về chứng minh thư mà nhiều phụ nữ Ả Rập không có, không hề làm cản trở tiến trình bầu cử. Nhà chức trách Ả Rập Saudi cho hay khoảng 130.000 phụ nữ đã đăng ký đi bầu trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy, chiếm 1/10 so với tỷ lệ đàn ông đăng ký đi bầu. Bầu cử là việc hiếm thấy ở vương quốc này. Cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua là lần thứ ba người dân được đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương. Quốc vương Quaco Abdullah qua đời hồi tháng Giêng là người đã ban hành một sắc lệnh năm 2011 cho phép phụ nữ bỏ phiếu. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu hay đưa ra những tuyên bố liên hệ tới khoảng 15 vụ bắn chết nhiều người. Vụ bắn người mới nhất xảy ra tại San Bernardino, California, gây nên những phẫn nộ về luật súng của nước Mỹ. Nhưng thay đổi luật này không dễ như nhiều người tưởng. Thông tin viên của đài VOA giải thích tại sao việc kiểm soát súng là một vấn đề khó khăn như vậy tại Quốc hội Mỹ. Mỗi vụ nổ súng giết chết nhiều người như vụ mới đây là 14 người thiệt mạng tại California, điều khiến Tổng thống Barack Obama phải khẩn khoản yêu cầu thay đổi luật về súng. Là một xã hội, chúng ta phải tự xét mình để đảm bảo là chúng ta có thể tiến hành các biện pháp căn bản gây khó khăn hơn. Tuy không phải là ngăn chặn hẳn được, nhưng làm khó hơn cho các cá nhân trong việc tiếp cận với súng ống. Nhưng có ba lý do khiến cho việc thay đổi luật lệ không dễ dàng. Thứ nhất là truyền thống. Một số người nói tù chính án thứ hai cho phép người dân Mỹ được quyền có súng. Ông Vin Weber là một cựu dân biểu Cộng Hòa, hiện là một người vận động hành lang. Kinh nghiệm tương truyền của Mỹ là quyền sở hữu súng là tâm điểm bản chất của nước Mỹ. Lý do thứ hai là Hiệp hội Súng Quốc gia NRA. NRA đã chi ra 10 triệu đô la trong 3 năm qua để vận động cho quyền sở hữu súng. Tổ chức có ngân sách 300 triệu đô la này có 4 triệu thành viên. NRA rất có thế lực vì đại diện cho những con người thật tham gia vào tiến trình chính trị và bày tỏ ý kiến, đi bầu và rất năng động. Thông thường, Đảng Dân Chủ đề nghị luật kiểm soát súng, nhưng Đảng Cộng Hòa luôn đánh bại những đề nghị này. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Schumer nói, trừ phi người dân Mỹ làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe, thì tình trạng bế tắc của vấn đề sẽ không thay đổi. Nhưng đây là lý do thứ ba. Một cuộc thăm dò của Pew cho thấy người dân Mỹ chia rẽ với 52% ủng hộ quyền sở hữu súng hơn là kiểm soát súng. Kết quả này cũng phản ánh quan điểm trong số những người Mỹ là lý do sở hữu súng là để tự bảo vệ. Thưa Tổng thống, chúng tôi yêu cầu ông ngừng kêu ca về những điều ông không làm được. Nhóm này muốn Tổng thống Obama vượt qua Quốc hội và làm áp lực lên những người này, những người sản xuất súng hàng đầu, phải tiết lộ việc phân phối súng và trừng phạt những người bán súng có liên hệ đến những tội phạm do súng họ bán gây ra. Chúng tôi không yêu cầu kiểm soát súng. Chúng tôi chỉ yêu cầu đảm bảo súng không rơi vào tay những tội phạm hình sự. Một số người nói các vụ nổ súng sẽ không chấm dứt trừ phi có biện pháp nào đó. Nhưng làm thế nào thực hiện việc này là điều vẫn chưa biết được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.